Sáng ngày 5 tháng 10, Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt và khai giảng năm học mới 2022-2023. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận ủy, quận đoàn Hà Đông, lãnh đạo công đoàn viên chức thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội theo quyết định số 1303 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ ra mắt, trường cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường. Theo đó, việc thành lập đều được dựa trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của hai trường, Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội. Ông Vương Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội cho biết, việc sáp nhập hai trường đã được tiến hành một cách nhanh chóng và khẩn trương, giúp tập thể cán bộ, nhân viên của nhà trường hòa nhập ổn định về tư tưởng, tâm lý, góp phần đưa trường đi vào hoạt động kịp thời. Có thể nói quá trình hợp nhất để thành lập Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội diễn ra rất nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời mà ít có cơ quan, đơn vị nào trên thành phố và cả nước theo kịp. Việc hợp nhất này không những làm tốt trên các mặt tuyên truyền chủ trương, ổn định tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên để mọi người sớm hòa nhập, ổn định, đưa nhà trường mới đi vào động bình thường với tinh thần trách nhiệm rất cao của hai nhà trường và của sở chủ quản và các cơ quan liên quan. Sau khi sáp nhập, nhà trường đã tập trung vào công tác ổn định tổ chức, chú trọng đổi mới đào tạo nhằm chuẩn bị cho khóa học mới. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong thời gian qua đã tập trung kiện toàn về công tác quản lý cán bộ, công tác hành chính, quản trị, tài chính kế toán, công tác đào tạo. Trong đó, công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 được đặc biệt chú trọng. Ông Vương Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, bước vào năm học mới, do trường mới được hợp nhất nên chưa thể có nhiều sự thuận lợi. Tuy nhiên, ý thức, thái độ, lòng yêu nghề, trách nhiệm của từng cá nhân, đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức của nhà trường với học sinh sẽ tiếp tục được điều chỉnh để có một ngôi trường thực sự vững vàng sau khi học nhất.